4 con giáp có vận may kém, phát triển không thuận lợi trong năm 2024. Từ giữa tháng 11 năm 2023, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón tiền vào như nước, vận đỏ như son, sự nghiệp thăng hoa kể từ ngày lập đông 7/11. 3 con giáp này chính thức hết vận hạn, trước mắt không phú thì cũng quý. 3 con giáp đứng đầu bảng xếp hạng mức độ giàu có năm 2024. Đặc biệt vị trí số 1 đạt được nhiều thành công rực rỡ. 4 con giáp này cần cẩn trọng khi thực hiện mọi dự định trong năm 2024. Mỗi người chúng ta sẽ có quỹ đạo phát triển của riêng mình. Trong cuộc đời, những khó khăn, trở ngại là điều không thể tránh khỏi. Chỉ khi trải qua khó khăn và thất bại, chúng ta mới có thể chuyển hóa và trở nên mạnh mẽ hơn. Năm 2024, một số con giáp dưới ảnh hưởng của Thái Tuế và Tam Tai sẽ không gặp vận may tốt. Dù nỗ lực nhiều cũng gặp nhiều trở ngại, cố gắng 10 phần thu về cũng được 2-3 phần. Nhưng nếu biết kiên nhẫn tìm cách vượt qua thì những con giáp này sẽ đạt được sự an yên và không bị hao hụt tài lộc. 1. Tuổi Thìn. Năm 2024, người tuổi Thìn vừa gặp khủng hoảng do trực Thái Tuế, vừa chịu hạn năm cuối Tam Tai nên sẽ có nhiều khó khăn lẫn thử thách. Mọi dự định của người tuổi Thìn trong năm này sẽ không được như ý. Bởi vậy trước khi xuống tiền đầu tư bất cứ điều gì, tuổi Thìn cần cân nhắc thật kỹ lưỡng. Trong công việc, người tuổi Thìn cần chú ý đến những người xung quanh. Tiểu nhân và thị phi luôn rình rập người tuổi Thìn, cho nên khi ứng xử với người khác cần khiêm tốn và có chừng mực. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào cũng nên tính toán và suy nghĩ kỹ càng. Nếu không sẽ gặp phải sự gài bẫy của người khác mà thiệt thòi về thân. Bên cạnh đó, tuổi Thìn cũng cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, các dự án mới trong công việc. Mặc dù gặp Thái Tuế hay Tam Tai không đồng nghĩa với việc tuổi Thìn phải dừng lại mọi điều đang làm, mà họ cần tiếp tục hoàn thành tốt những thứ đang theo đuổi thay vì phân tâm sang những cái mới. Đồng thời, người tuổi Thìn cũng cần tránh can thiệp vào việc của người khác. Chỉ cần bạn làm tốt việc của mình, hạn chế bao đồng, đặc biệt không tọc mạch, không bàn tán việc riêng tư của người khác khiến người ta cảm thấy chán ghét thì mọi chuyện vẫn sẽ yên ổn. Bên cạnh đó, đời sống tình cảm của người tuổi Thìn trong năm 2024 cũng gặp nhiều biến động. Các cuộc cãi vã có thể kéo dài khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Bởi vậy, hãy bình tĩnh và tập trung vào công việc, tránh sa đà vào các cuộc chơi không hồi kết sẽ ảnh hưởng đến tài vận của bản thân trong năm. 2. Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu sẽ cần đến rất nhiều nỗ lực để tận hưởng cuộc sống yên bình trong năm 2024. Nếu bạn muốn đột phá lớn thì về cơ bản khó có cơ hội để làm được điều đó. Từ đó, cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn, thậm chí phải bỏ dở những công việc đang làm. Ngay cả khi tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, kết quả nhận về cũng không được như ý. Tuổi Sửu cần chú ý đến thái độ giao tiếp với đồng nghiệp và cấp trên. Việc quá cố chấp và bướng bỉnh của bạn sẽ khiến người khác không ưa và gây ra nhiều khó khăn. Đồng thời điều này sẽ ảnh hưởng đến vận may tài chính nghiêm trọng. Việc hao hụt tiền bạc trong năm 2024 có thể diễn ra mạnh mẽ nếu người tuổi Sửu không tính toán kỹ. Cuộc sống có rất nhiều biến số, năm 2024 tuổi Sửu cũng bị hao tài do bị phá Thái Tuế. Cho nên, tuổi Sửu cần chú ý đến vấn đề tiền bạc nhiều hơn. Chẳng hạn tránh đầu tư mạo hiểm hoặc nên tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu hợp lý. 3. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2024. Trong ấn tượng chung của mọi người, người tuổi Tuất là người kiên định và trung thực trong công việc. Nhờ điều này, họ chiếm được cảm tình và sự tin tưởng của đồng nghiệp lẫn cấp trên trong công việc. Tuy nhiên, vào năm 2024, người tuổi Tuất sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều kẻ tiểu nhân xung quanh. Không chỉ uy tín trong công việc bị ảnh hưởng mà các dự án họ thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Ngay cả những việc đơn giản cũng không dễ dàng thực hiện nhanh chóng như mọi lần, điều này dẫn tới việc thu nhập có thể giảm sút. Người tuổi Tuất cần điều chỉnh tâm lý, nâng cao kỹ năng cá nhân và có những bước tiến vững chắc trong năm Thái Tuế xung chiếu để đạt được sự phát triển tốt. 4. Tuổi Mão. Người tuổi Mão trong năm 2024 sẽ đối mặt với nhiều biến động trong cuộc sống lẫn công việc. Ảnh hưởng của Thái Tuế có thể khiến bạn trở nên lo lắng, mệt mỏi, những khó khăn trong công việc dẫn đến tình trạng căng thẳng. Cho nên, tuổi Mão cần chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Đừng coi thường những vấn đề nhỏ vì đó có thể là nguyên nhân dẫn đến những hao hụt lớn mà tuổi Mão không thể ngờ. Cho nên, người tuổi Mão cần cẩn trọng từ việc nhỏ nhất. Công việc cũng có thể gặp thị phi hoặc tiểu nhân phá ngang, nhưng nếu bạn có năng lực mạnh mẽ thì có thể giải quyết được điều này. Trong giao tiếp hàng ngày, tuổi Mão cũng nên tránh nặng tìm nhẹ, hòa hợp với mọi người từ nơi làm việc đến khi về nhà. Bởi vận khí không tốt thì các cuộc cãi vã cũng có thể xảy ra trong gia đình. Tuy vậy, cũng có khoảng thời gian tuổi Mão gặp được quý nhân, bởi vậy bạn cần trân trọng cơ hội và nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Nhìn chung, năm 2024 sẽ mang đến bất lợi cho 4 con giáp trên. Vận mệnh có nhiều xoay chuyển, sẽ gặp phải trở ngại trong cuộc sống. nhưng đó không phải là tất cả. Người có năng lực và phúc đức dày vẫn sẽ bình yên vượt qua mọi sóng gió, thậm chí còn đảo ngược vận mệnh, từ khó khăn nhìn thấy cơ hội và bứt phá thu về nhiều tài lộc. Từ ngày mai, cuộc sống của ba con giáp này có nhiều thay đổi, tài lộc tràn về ngập lối, mọi u tối cuộc đời không còn vây quanh. Trên đây 4 con giáp có vận may kém, phát triển không thuận lợi trong năm 2024. Hãy like và đăng ký video để nhận những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo.